Và cập nhật sắp tới là các bạn ơi, chúng ta sẽ có một cửa hàng Lotteria ha, ăn cà rán rồi nha mọi người ơi. Ui, thì cái cửa hàng này nó sẽ được mở bên trung tâm luôn nha các bạn. À, hy vọng là nếu mà ăn, ý, các bạn nhìn vô trong đây nè, thì chúng ta sẽ có những cái bộ đồ mà trong cửa hàng Lotte không ta. Những cái bộ đồ rất là dễ thương luôn, bộ đồ của anh bán hàng nè, bán cà rán nè mọi người. Bộ đồ ở giữa này ăn vô cái bánh bánh hamburger, ăn vô nó giống như có sức mạnh gì vậy mọi người. Ô là trời, với kiểu như mấy cái người mà kiểu như bên gốc phải nè mọi người, thì sẽ có những cái trang món trang phục mới ha, có vẻ là dễ thương đó mọi người. Đón chờ trong bản cập nhật tiếp theo ha, mình nghĩ đó là thứ hai tuần sau nha mọi người. Hello mọi người, hôm nay lại có code chung nha các bạn ơi, code là quà xịn nè. Đó, bây giờ mình sẽ nhập vô đây ha. Thì bạn nào chưa biết nhập code hay là cập nhật tìm những thông tin code ấy, thì dưới phần comment kia mình có để link á, mọi người truy cập vô đó để mà lấy code, với lại là có hướng dẫn nhập code ha. Bây giờ mình sẽ mở may mắn trong ngày hôm nay, sẽ được cái gì đây? Một cái bóc thăm tiên trà các bạn, trời đất ơi. Rồi vào trong hòm thư coi thử code có gì nha mọi người. Ú là trời, code 3333 thì sao nha các bạn. Trời ơi, tưởng gì mà xịn lắm chứ, được cái code đó thôi. Với lại là cái hộp coupon mà hồi nãy mình mở cái sự kiện Halloween này, các bạn không biết được cái gì đây. Trời ơi, được cái ấm trà hả? Ấm trà này hình như cầm được đúng không mọi người? Đúng rồi, xưa giờ mình không có ấm trà. Để coi, đâu coi, đâu coi. Hình như mình cầm được, đúng rồi. Trời đất ơi, hồi xưa giờ mình không có ấm trà. Mình mở hộp Alice cũng mấy lần rồi đó mọi người. Nhưng mà bây giờ mình mới có ấm trà nè. Ui, được nha mọi người ơi. Được nha. Rồi, và mình cũng sẽ chốt cái mini game tặng cái gói khủng long nha mọi người. Đây, gói khủng long đây nè. Và xin chúc mừng số may mắn là 180 ha. Chúc mừng bạn đại đại ha. Rồi, inbox cho anh để mà anh nạp dùm cho ha. Hôm nay thì cũng chả có đồ mới mọi người. Đó là mình sẽ mở tiếp mini game tặng cái gói xích lô này cho các bạn nha. Tặng, do cái gói này có bốn mấy ngàn à, cho nên là mình sẽ tặng hai bạn đi. Hai bạn may mắn ha. Rồi, tham gia mini game bằng cách là dưới phần comment game mình có để link đấy. Rồi, nhắn vô đó để mà tham gia mini game nha mọi người. Ui, đang tung tăng này, thấy con bọ cánh cứng nha mọi người. Con này con bọ cũ ha, chứ không phải con bọ mới. Nhưng mà mình cũng sẽ bắt nó để mà bán. Ôi, bên cạnh có con Lucery nữa kìa. Ây da, không có vương miện. Thì bữa mình đã bắt con này vương miện rồi. Mục đích là bắt để làm cái nhiệm vụ thành tích đó các bạn. Phải như phải bắt 5 con này luôn mới hoàn thành cái thành tích á. Đây con Lucery kìa. Con Lucery kìa bạn. À, con Lucery nha. Từ từ, bây giờ mình sẽ lấy vợ mình bắt con Lucery luôn. Con này xuất hiện ở chỗ bà Lê Gia này nhiều lắm luôn á mọi người. Ai mà xin xin đi bắt bỏ chắc chắn là bắt con này nhiều lắm luôn á. Cái con bọ mà sừng sừng màu trắng ở bên trung tâm á, thì tìm hoài không thấy mọi người. Con đó cũng Lucery mà tìm hoài không thấy. Còn cái con này bên đây, ủa, nó đâu mất tiêu rồi. Trời đất ơi, mình kêu nó bắt nhiều cái nó biến nó bắt luôn các bạn. Rồi hiện tại thì mình kim cương thì cũng dư quá trời dư luôn các bạn ơi, không biết làm gì. Thì chuẩn bị cập nhật đó các bạn. Mình dự tính là đợi cập nhật để ra đồ mới. Tại vì mấy lần cập nhật lần đây gần đây á, thì chả có hộp mới cũng như là, ui mình nãy giờ mình được 6 kim cương nè. Chả có hộp mới cũng như là không có đồ kim cương gì mới để cho mình mua review cho mọi người xem luôn á. Thiệt tình nhà phát hành hôm bữa giờ thì không có đồ mới gì hết. Hy vọng là bản cập nhật sắp tới này có đồ mới để cho mình xài kim cương nha các bạn. Hôm bữa giờ không có gì để xài kim cương luôn á các bạn ơi. Buồn gì đâu mà buồn luôn á. Chắc là ngày mai sẽ có đồ mới á. Còn cập nhật mình nghĩ là qua thứ hai đó mọi người. Rồi cái hộp này bữa giờ mở không được cái gì luôn. Trời đất ơi, sâu nha. Rồi các bạn đừng quên kéo xuống giúp mình một like, đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất của mình nha. Bye bye.